Những ngày này, nhiều kênh thông tin tuyên truyền rất hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giúp cộng đồng hiểu và tự giác thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch. Hai tuần nay, người dân huyện Thoại Sơn đã quen dần với hình ảnh chiếc xe tuyên truyền lưu động như thế này ở khắp các địa bàn trong toàn huyện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, thì việc tuyên truyền giúp người dân, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa là hết sức cần thiết. Trong thời đại công nghệ số, tưởng chừng hình thức tuyên truyền lưu động như thế này không còn phù hợp bởi các thiết bị hiện đại có thể giúp người dân nhanh chóng nắm bắt thông tin. Thế nhưng đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn khó khăn, thì hoạt động tuyên truyền bằng trực quan sinh động như thế này là rất cần thiết, giúp người dân hiểu hơn về dịch bệnh và cách phòng bệnh bằng các biện pháp như đeo khẩu trang khi tiếp xúc ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên. Nội dung tuyên truyền được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn tổng hợp từ nhiều nguồn, gồm trích lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và các bài hát kêu gọi người dân ý thức phòng chống dịch. Tại những nơi khu dân cư, họp chợ, xe lưu động sẽ ngừng khoảng 15 phút rồi tiếp tục tuyên truyền trên các tuyến đường nông thôn. Thực hiện cái chỉ thị 16 của Chính phủ thì cùng với các ngành các cấp của huyện Thoại Sơn thì Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Thoại Sơn đã thực hiện như là các cái pano, băng rôn. Ngoài ra thì trước cái dịch bệnh nguy hiểm là không thể tụ tập đông người thì Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Thoại Sơn đó thì đã chuyển đổi hình thức như là tuyên truyền online trên mạng, như là thực hiện các video clip ca nhạc, các tiểu phẩm để tuyên truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra thì cái công tác hiệu quả nhất có lẽ là xe tuyên truyền lưu động. Trước cái lợi thế là tất cả các đường nông thôn của huyện Thoại Sơn đã được bê tông và nhựa hóa hết, cho nên việc tuyên truyền lưu động bằng xe là rất là hiệu quả, đã đi đến được tất cả các cái bà con nhân dân trong toàn huyện, cho nên công tác tuyên truyền của huyện Thoại Sơn đạt hiệu quả rất là cao. Khi đi thì chúng tôi cố tình là chạy thật chậm để cho bà con nghe rõ hết các nội dung. Và khi đến các khu vực mà đông dân cư thì chúng tôi dừng lại để thông báo qua một lần tất cả các nội dung cũng như là chỉ thị 16 của Chính phủ, rồi chúng tôi bắt đầu đi tiếp. Xe tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch COVID-19 tạo một nét mới và hình thức sinh động, vui tươi, dễ đi vào lòng người bằng những câu từ xúc tích, những điệu hò và gần gũi với người dân vùng nông thôn. Ngoài cái hình thức mình tuyên truyền ra thì Trung tâm Văn hóa huyện đi tuyên truyền lưu động tôi thấy rất là hay, khả quan, sinh động, người dân dễ tiếp thu hơn. Đa số là những cái hộ mà người ta không có tivi, người ta không có nghe, người ta nghe được thì tôi thấy rất là tốt. Thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện thì về phía địa phương Vĩnh Phú thì thực hiện rất là nghiêm về các cái chỉ thị, đặc biệt là các cái dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thì bắt đầu tạm ngưng hoạt động, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tập trung đông người thì cũng đã tạm ngưng hoạt động để nhằm hạn chế cái tình trạng tập trung đông người, hạn chế cái lây lan dịch COVID-19. Bên cạnh đó thì cũng được huyện hỗ trợ về cái tuyên truyền lưu động ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở các khu dân cư đông người thì cũng làm tăng thêm cái nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch COVID-19. Người dân vùng sâu vùng xa lúc đầu còn hoang mang với dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ có sự tuyên truyền và hỗ trợ kịp thời của các cấp ngành địa phương nên đã có những suy nghĩ và hành động đúng đắn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền địa phương cũng thực hiện nhiều cái biện pháp tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền trên lưu động. Thứ hai nữa là tuyên truyền bằng ano áp phích để cho người dân hiểu cách cái phòng chống dịch, cũng như là thường xuyên nhắc nhở bà con dân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng để phòng trừ, và đi ra đường thì cũng mang khẩu trang và thực hiện hạn chế ra đường tối đa, khi có việc cần thiết rồi phải mới ra đường. Thì đối với bản thân gia đình thì qua cái nhận thức được cái chỉ thị ở trên thì cũng tuyên truyền cho bà con xung quanh thực hiện tốt cái phòng chống dịch, khi
hạn chế ra đường và cũng nên thường xuyên là đeo khẩu trang và vệ sinh nhà cửa xung quanh cũng như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hàng ngày. Để tăng cường các loại hình tuyên truyền cho người dân, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn còn xây dựng kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, giúp người dân có cái nhìn và hành động chuẩn mực trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội, việc tiếp xúc cần phải đảm bảo an toàn, nên những thành viên tập tiểu phẩm cũng hết sức nghiêm túc, chấp hành đúng quy định. Tiểu phẩm được các thành viên trung tâm đầu tư về nội dung nhằm định hướng cho người dân hiểu đúng đắn hơn, tránh tin vào những thông tin xấu và tránh thực hiện đăng tải thông tin không đúng trên mạng xã hội. Hiện tại em thấy là cộng đồng của chúng ta đang cùng nhau để mà chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Người người nhà nhà mỗi người đều có góp một phần công sức của mình để mà ngăn chặn. Thì một cán bộ trên lĩnh vực văn hóa của em thì em cũng ý thức được điều đó. Nên từ những kiến thức mình đã học thì em cùng với sự giúp đỡ của các anh chị ở cơ quan thì tụi em đã lên ý tưởng viết một cái kịch bản tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 để đăng lên mạng xã hội tuyên truyền cho tất cả mọi người. Về cái nội dung của cái tiểu phẩm thì là em đang tuyên truyền đến mọi người cái cách mà để nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin để mà mình tìm hiểu nó có chính xác hay không trước khi mình phát ngôn. Từ họa, từ miệng mà ra thì nó rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó thì dịch bệnh chúng ta có thể đẩy lùi bằng những cái biện pháp thích hợp. Em cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người là thời điểm hiện tại rất là quan trọng. Chúng ta sẽ cùng chung tay với nhau để đẩy lùi dịch bệnh và nên lựa chọn thông tin một cách rất là cẩn thận. Bởi vì theo như em cũng biết thì có rất là nhiều trường hợp đưa những tin dịch, tin nhảm lên mạng xã hội rồi bị xử lý. Chúng ta trong thời điểm này thì chúng ta không nên để xuất hiện những cái tin dịch để làm cho bà con mình hoang mang. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng đã chuyển sang giai đoạn 3, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự chung tay, thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành. Công tác truyền thông cũng phải được quan tâm, đẩy mạnh. Mỗi việc làm, dù nhỏ nhất, nhưng nếu thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, cũng sẽ góp phần phòng chống dịch COVID-19. Đến đây, chuyên mục văn hóa xã hội xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào kỳ sau.